Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tháo cái đàn upright piano ra cũng như là cách để mình tháo nguyên cái bàn phím ra. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video. Đầu tiên thì các bạn tháo cái khăn phủ đàn ra ha, thì các bạn mở cái nắp ra nè. Đó thì ở bên trong nó sẽ có một cái chốt. Các bạn nhìn vô đây, cái chốt nằm ở đây nè, đó. Đây. Thì các bạn gạt lên nè. Gạt lên xong các bạn mở ra. Có cái chốt ở đây nữa ha, các bạn gạt lên cái chốt đây, ở đây chỗ này các bạn gạt lên, sau đó các bạn hãy kéo nó ra chút xíu ha. Hai cái đây là hai cái thanh, hai cái trục pin để mà nó giữ cái chốt á. Thì đơn giản thì các bạn chỉ dỡ lên thôi, dỡ nắp lên rồi sau đó các bạn dựng vào một cái nơi nào đó cũng được. Rồi còn cái nắp đàn á, thì thật ra ở đây nó không có vít, các bạn chỉ đơn giản ở phía đây này, các bạn cầm hai tay này, các bạn dỡ lên kéo lên. Đôi lúc những cái đàn nó cũ á, thì nó hơi cứng, hơi rít, thì các bạn cứ giật mạnh lên ha, rồi sau đó các bạn mở nắp ra kéo lên từ này, đó thì nó chỉ vậy thôi, không phải bắt vít gì hết đó. Rồi ở đây, rồi sau đó thì các bạn để ý ở trên đây nó sẽ có hai cái con ốc ở đây này, thì các bạn muốn tháo bàn phím ra đó thì các bạn phải vặn hai con ốc này ra nè, các bạn dỡ nắp này lên. Đó, dỡ nắp này lên. Thì khi các bạn dỡ nắp này lên thì các bạn mới tháo các bạn phím ra được. Còn cách để các bạn lấy cái bộ máy ra thì các bạn nhớ là phải tháo cái vải nỉ ra nè. Thì trước khi tháo vải nỉ ra các bạn phải nhớ có một cái thanh chốt đây nè. Các bạn phải gạt lấy ra. Lấy ra đó. Sau khi lấy ra xong á thì các bạn dùng tay nè, kéo cái chốt này ra. Ở bên này cũng vậy, kéo cái chốt này ra, kéo chốt này ra. Nếu trường hợp nó cứng quá thì các bạn nhớ lấy cái vít đó, các bạn nảy nó ra. Thì cái chỗ này nó có cái lò xo để nó giữ cái chốt, thì đơn giản là các bạn ký móc làm sao mà tháo nó ra thôi. Thì khi nào nó xuất ra thì các bạn gắn lại, thì các bạn để nhanh đàn. Rồi thì cái bộ máy nó sẽ như thế này. Thì để lấy bộ máy ra thì các bạn hãy mở mấy con chốt này ra nè, mở mấy con chốt này ra. Có mấy con chốt này ra. Đó. Sau khi các bạn mở chốt ra xong, cái việc còn lại thì các bạn nhớ ở dưới ngay cái phần ở phía dưới cái máy ấy, nó sẽ có một cái thanh như thế này. Cái thanh này là cái thanh để mà đạp pedal, sub pedal để giảm tiếng đó, các bạn hãy gạt qua một bên, đẩy lên gạt qua. Sau đó các bạn nắm hai cái tay này, kéo ra nè, kéo ra. Kéo ra xong các bạn chỉ dùng lực ha, mình đẩy lên như vậy là mình nó lấy ra cái bộ máy. Đây là bộ máy đó, xong thì cái đàn của các bạn thì nó sẽ trống trơn thế này. Thông thường khi mà tôi lên dây thì tôi hay tháo ra tất cả mọi thứ để tôi vệ sinh. Thì như vậy tôi đã hướng dẫn xong cái việc tháo lắp cái đàn piano upright. Hy vọng video này các bạn có thể biết cách mình tháo lắp. Xin chào tạm biệt các bạn.